Chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em à, phần 1 của môn chuẩn mực kế toán. Thì đầu tiên là trong phần này các em sẽ học về khái quát các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chuẩn mực kế toán Việt Nam thì mục tiêu của chương này cho các em biết được các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hiểu được tính pháp lệnh của chuẩn mực kế toán Việt Nam và à, thực hiện công tác kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam. À, để đạt mục tiêu đó thì à, các em phải hiểu được các cái khái niệm và về hiểu được các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Trong đó thì à, chuẩn mực kế toán Việt Nam nó chia ra 3 nhóm. Nhóm 1 là chuẩn mực chung, nhóm 2 là các chuẩn mực liên quan đến các yếu tố của báo cáo tài chính. Nhóm 3 là các chuẩn mực liên quan đến việc lập báo cáo tài chính. Thì với à, hai nội dung này, chúng ta sẽ lần lượt Tìm hiểu đầu tiên là khái niệm à, chuẩn mực kế toán là những quy định về à, để hướng dẫn các nguyên tắc nội dung và phương pháp kế toán cơ bản nó làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chánh. đó là chuẩn mực kế toán nói chung là như vậy thì hiện nay à, trên thế giới mỗi nước thì đều có cái chuẩn mực kế toán cho à, nước mình và À, chúng ta cũng có một cái loại chuẩn mực kế toán được dùng chung cho mang cả thế giới gọi à, là chuẩn mực kế toán quốc tế và trong chương trình trong học phần này à, các em cũng sẽ được tìm hiểu ở phần sau à, tức là mỗi một quốc gia thì à, có những cái chuẩn mực kế toán riêng à, và song song đó người ta cũng có à, thực hiện theo chuẩn mực kế toán quốc tế khi cần thiết thì tại Việt Nam mình thì có chuẩn mực kế toán Việt Nam. À, cho đến nay thì có 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là chuẩn mực chung, nhóm thứ hai là các chuẩn mực liên quan đến các yếu tố báo cáo tài chính, nhóm thứ ba là các chuẩn mực liên quan đến việc lập báo cáo tài chính. Thì chúng ta lần lượt à, khái quát qua các chuẩn mực. Thứ nhất là chuẩn mực chung, thì nhóm này chỉ có một chuẩn mực số một thôi. À, nhóm chuẩn mực này quy định hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố của báo cáo tài chính và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. À, rồi chúng ta có à, 15 chuẩn mực à, nhóm 2, là nói về các chuẩn mực liên quan đến các yếu tố của báo cáo tài chính. thì à, chuẩn mực số 02 là là hàng tồn kho. Chủ mực 03 là tài sản cố định hữu hình. Chủ mực 04 là tài sản cố định vô hình. Chủ mực 05 là bất động sản đầu tư. Chủ mực 06 là thuê tài sản. Chủ mực 07 là kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết. Chủ mực số 8 là thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên danh. Chủ mực số 9 là... À, chủ mực số 10 là ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái. Chuẩn mực số 11 là hợp nhất kinh doanh. Chuẩn mực số 14 là doanh thu và thu nhập khác. Chuẩn mực 15 là hợp đồng xây dựng. Chuẩn mực 16 là chi phí đi vay. Chuẩn mực 17 là thuế thu nhập doanh nghiệp. Chuẩn mực 18 là các khoản dự phòng tài sản và nợ tiềm tàng. Chuẩn mực 19 là hợp đồng bảo hiểm. Rồi, À, còn những à, chuẩn mực mà liên quan đến việc lập báo cáo tài chính thì chúng ta có 10 chuẩn mực à, đó là chuẩn mực số 21 trình bày báo cáo tài chính chuẩn mực 22 trình bày bổ sung báo cáo tài chính chuẩn mực 23 à, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán chuẩn mực 24 báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn mực 25 báo cáo tài chính hợp nhất. Chủng mục 26, à, thông tin tài chính liên quan. Chuẩn mực số 27, báo cáo tài chính giữa niên độ. Chuẩn mực 28, báo cáo bộ phận. Chuẩn mực 29, thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và chế độ điều chỉnh sai sót. Chuẩn mực số 30, lãi trên cổ phiếu. Thì đây là 10 chuẩn mực mà liên quan tới việc lập báo cáo tài chính thì vừa rồi cô vừa khái quát cho các em 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay, à, các em sẽ lần lượt chia nhóm để à, à, thuyết trình. Đây là những cái vấn đề mà các em đã được học từ à, à, nguyên lý kế toán, kế toán tài chính một, kế toán tài chính 2, kế toán tài chính 3, kế toán tài chính 4 đã được học hết rồi. Cho nên à, tổng hợp các kiến thức đó lại để các em và thuyết trình lại trong các chuẩn mực này thì à, nãy giờ các em nhìn thấy chuẩn mực nào mà cô tô màu vàng là những cái chuẩn mực mà các em sẽ chia nhóm để, 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 để thuyết trình ha việc chia nhóm thuyết trình thì à, cô sẽ hướng dẫn các em qua email à, thì à, trong cái phần 1 này khái quát các chuẩn mực kế toán việt nam cô vừa giới thiệu cho các em à, chúc các em à, có những cái buổi làm việc nhóm thành công để à, củng cố lại kiến thức sau 4 năm học tập. Chào các em!